Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin ngày 19 tháng 10 của Báo Dân Tộc và Phát Triển. Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau. Vẻ đẹp người phụ nữ đồng bào có đôi bàn tay khéo léo. Sắc thu hồ ba bể có gì mới? Thần giữ cổng làng của dân tộc Sơ Đăng cùng các tin tức thời sự khác trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Sau đây là thông tin chi tiết. Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 1930, 20 tháng 10 2023, Làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa với chủ đề vẻ đẹp người phụ nữ đồng bào qua đôi bàn tay khéo léo. Theo đó, trong ngày 20 tháng 10, đồng bào các dân tộc đang sinh sống tại làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội sẽ thực hiện chương trình dân ca dân vũ đặc sắc của các nhóm cộng đồng dành tặng tất cả phụ nữ Việt Nam. Đặc biệt để tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ đồng bào qua đôi bàn tay khéo léo, mỗi nhóm cộng đồng sẽ giới thiệu một loại bánh đặc sắc và ấn tượng nhất của dân tộc mình. Ngoài ra, các dân tộc Tà Ôi, Ba Na, Thái sẽ giới thiệu nghệ thuật dệt vải độc đáo và nghề đan lát truyền thống của một số dân tộc. Nhân dịp này, trong các ngày cuối tuần 21 và 22 tháng 10, tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ diễn ra nhiều hoạt động hấp dẫn như việc tái hiện lễ kết nghĩa buôn làng của dân tộc Mơn Nông, tỉnh Bình Phước, giới thiệu trình diễn nghề truyền thống của đồng bào Mơn Nông, trưng bày triển lãm ảnh Bình Phước hồn đất tình người, giới thiệu không gian văn hóa ẩm thực Mơn Nông, tinh hoa hội tụ chương trình giao lưu dân ca dân vũ bản hòa âm mơ nông của dân tộc mơ nông tỉnh bình phước du khách về đây sẽ được trải nghiệm nét văn hóa đặc sắc của các dân tộc việt nam Nhằm bảo tồn, giữ gìn và phát triển các giá trị nghệ thuật truyền thống dân tộc, đặc biệt là bảo tồn, gìn giữ, thúc đẩy nghệ thuật trèo phát triển trên quê hương Bắc Giang, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Bắc Giang đã ban hành kế hoạch tổ chức liên hoan các câu lục bộ trèo không chuyên tỉnh Bắc Giang lần thứ 2 năm 2023. Tham gia liên hoan là các câu lạc bộ trèo tại các huyện thành phố đã được nhà hát trèo Bắc Giang đầu tư giúp đỡ phục hồi và xây dựng từ giai đoạn 2005 đến 2023, hiện đang còn duy trì hoạt động thường xuyên. Các câu lạc bộ sẽ tham gia thi hát các làn điệu trèo cổ, các bài hát trèo lời mới, giai điệu trên các điệu trèo cổ với nội dung ca ngợi quê hương, đất nước, ca ngợi đảng và bác hồ kính yêu, ca ngợi tình đoàn kết, Niềm tin tự hào dân tộc ca ngợi những thành tiệu trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bắc Giang. Ngoài ra là phần thi biểu diễn các trích đoạn hoạt cảnh trèo trong các vở trèo cổ, trèo truyền thống mẫu mực hoặc các hoạt cảnh trèo có đề tài dân gian hoặc hiện đại được sáng tác mới. Liên hoan được tổ chức trong hai ngày dự kiến trong tháng 10 năm 2023 tại Hội trường Nhà hát trèo Bắc Giang. Sự kiện sắc thu hồ Ba Bể được tổ chức từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 10. Đây là năm thứ hai liên tiếp tỉnh Bắc Cạn tổ chức sự kiện với nhiều đổi mới nhằm tạo thương hiệu du lịch đặc sắc, thu hút khách du lịch về địa phương. Chương trình sắc thu hồ Ba Bể năm nay diễn ra nhiều hoạt động mới như giải bóng chuyển cấp tỉnh, giải đua xe đạp địa hình mở rộng, giải chạy nhiều cự ly, trưng bày các gian hàng giới thiệu sản phẩm ô cốp, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm nông sản đặc trưng của huyện, tổ chức không gian văn hóa chợ quê thi ảnh đẹp chủ đề Đất và người Ba Bể. Nhiều hoạt động biểu diễn văn hóa, văn nghệ dân gian tại các điểm du lịch, điểm trải nghiệm. Lớp truyền dạy kỹ năng cơ bản về diễn tấu chiêng và múa xoang cho học sinh vừa được huyện Lắc, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắc khai giảng. Lớp học thu hút 32 em học sinh yêu thích nghề cồng chiêng, múa xoang trên địa bàn. Các em đã được các nghệ nhân truyền dạy cách diễn tấu cồng chiêng, múa xoang. Qua lớp học đã khơi dậy niềm đam mê diễn tấu cồng chiêng, nâng cao ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong mỗi thanh thiếu nhi về nguồn tài nguyên quý giá để khai thác phục vụ du lịch, góp phần phát triển kinh tế xã hội các địa phương. Năm 2023, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức 3 lớp truyền dạy đánh chiêng, nhạc cụ dân tộc dân vũ tại huyện Ea Hở Leo, Cờ Lông Búc và Lắc. Với mục đích trang bị kiến thức, kỹ năng cơ bản về đánh chiêng và diễn tấu cổng chiêng cho con em đồng bào dân tộc thiểu số, đây cũng là hoạt động trong chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Thưa quý vị, ngày 18 tháng 10, khu phố Bầu Trúc, Ninh Phước, Ninh Thuận đã tổ chức dỗ tổ nghề gốm trăm tại đền Poclong Can. Dỗ tổ nghề gốm được tiến hành vào dịp lễ hội KT nhằm tưởng nhớ công ơn của ông tổ dạy dân làm gốm, bảo đảm cuộc sống gia đình no ấm. Khu phố Bầu Trúc hiện có 669 hộ, với 3.325 nhân khẩu đồng bào trăm, khoảng 60% số hộ gắn bó với nghề làm gốm. Nhờ nguồn thu nhập từ nghề làm gốm kết hợp làm ruộng đảm bảo đời sống người dân Bầu Trúc ngày càng no ấm, bộ mặt khu phố khang trang hiện đại. Lễ dỗ tổ nghề nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của tiền nhân, dạy dân làng làm gốm và cầu mong nghề gốm phát triển bền vững, gia đình hạnh phúc. Năm nay, bà con tổ chức Dỗ Tổ Nghề Gốm Đầm Ấm Phấn Khởi Hơn vì nghệ thuật làm gốm của người Trăm đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp, góp phần vào việc gìn giữ phát triển nghề gốm thịnh vượng, tích cực xây dựng quê hương giàu đẹp. Liên hoan văn nghệ dân gian phiên trợ vùng cao và lễ hội văn hóa hương sắc vùng cao của đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa sẽ được tổ chức tại huyện Thường Xuân từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 11 với sự tham gia của 11 huyện miền núi. Chương trình Liên hoan văn nghệ dân gian phiên trợ vùng cao gồm 4 nội dung chương trình nghệ thuật danh nhân cầm bá thước dạng người đất châu thường chương trình nghệ thuật dân gian nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống không gian triệu vùng cao trưng bày chế biến và giới thiệu ẩm thực đặc biệt chương trình lễ hội văn hóa hương sắc vùng cao được tổ chức với hai nội dung trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số tỉnh thanh hóa sinh hoạt văn hóa cộng đồng biểu diễn các trò chơi trò diễn dân gian liên hoan văn nghệ dân gian phiên triệu vùng cao và lễ hội văn hóa hương sắc vùng cao là dịp để các nghệ nhân, diễn viên quần chúng và nhân dân của 11 huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa được giao lưu văn hóa văn nghệ, các địa phương được giới thiệu các sản phẩm, vật phẩm, ẩm thực tiêu biểu của đồng bào các dân tộc thiểu số, góp phần xây dựng củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, phát huy vai trò làm chủ của đồng bào trong bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch. Đồng bào sơ đăng sinh sống tập trung ở tỉnh Kon Tum và một số bộ phận cư trú tại các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, theo tập quán, đồng bào sơ đăng thường sống thành từng nóc, bơ lơi. Mỗi nóc có thể từ 12 đến 15 hộ gia đình, thường là bà con anh em họ hàng, cùng quần cư bên nhau thành một làng. Điều đặc biệt mỗi khi xây dựng làng mới, cất nhà xong, là người sơ đăng liền tiến hành rào làng, làm cổng ngõ rất kiên cố. Hàng rào xung quanh làng không chỉ để bảo vệ làng, mà còn là chỉ dấu phân định giới mốc, địa vực cư trú, sở hữu đất đai của gia đình, tộc họ và của cả buôn làng. Tại cổng chính, đồng bào sơ đăng thường đặt hai bức tượng thần giữa cổng, gọi là Grab. Người sơ đăng xem tượng cổng làng như một vị thần bảo vệ buôn làng, có đủ năng lực chống lại các thế lực tả ma quấy nhiễu, gây tai họa cho người dân và cuộc sống bình yên của cả buôn làng. Nó cũng là một biểu tượng cho sức mạnh của làng. Người ngoài trước khi vào làng sẽ nhìn thấy hai pho tượng tạc rất đơn sơ, vẻ mặt hơi hoang dã và bí ẩn. Tượng thường được nghệ nhân tạo tác từ một thân cây dớn thuộc họ dương sỉ một loài cây mọc rất nhiều ở rừng ngọc linh theo tín ngưỡng dân gian của đồng bào sơ đăng những vị thần linh trong đó có tượng cổng làng được xem như một vị phúc thần tượng cổng làng luôn mãi là hình ảnh in đậm dấu ấn và trường tồn trong tâm thức cộng đồng của vùng đồng bào sơ đăng câu chuyện và hình ảnh về thần giữ cổng làng của dân tộc sơ đăng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay quý vị và các bạn có thể xem lại trên kênh youtube website và trang fanpage của báo dân tộc và phát triển còn bây giờ kính chào tạm biệt quý vị và các bạn